كتاب خدا بيهرب này giới thiệu mọi người một cái clip tiếp cái thực kỳ của anh Phú Quỳnh Hải, phu quân của chị Thu bên ngân hàng nông nghiệp huyện này. Đây có cái đăng 46 này, bị gãy chân ở cái gần này. Và hiện tại nó đang có làng số xương tiêu xương rất là nhiều. Cho khi mình phải nhớ qua tiêu xương rất là rộng. Đấy. Bên này thế, chị này là đăng 35. Hôm nay có kế hoạch lấy bỏ hai đăng này và sẽ cấy tức thì luôn. Rồi, ok. Chân. Đúng thật đấy. Đấy, đây là cái hình ảnh cây mình đã bắt rồi. Rồi, ok. Rồi, đưa kéo xa xa một tí. Rồi, ok. Đây, đúng rồi. Nhìn cái chân gãy chưa? Mình nhìn thấy chưa? Nó gãy một nửa một dọc rồi. Rồi đi nang này đấy. Cái xùi xùi đó chính là nang ấy. Hình ảnh cái lang nó ăn rộng hết như vậy, zoom ra rất chân gần luôn. Đây, đây. Đây, đây. Đây, chốc chốc. Tay đấy. Tốt lắm. Rồi ok. Giống của chị đấy. Nè, bắt nè, bắt đầu rồi. Nè, bắt cái vuông đi. Bỏ cái đèn ra đi. Đi sát vào cái vuông cái nó mở lắm. Rồi ok. Có gì hết. Cái này là cái gì? Mà cô nó ghen. Cái này. Đây một chỉ hai chỉ cái này. Rồi, đẹp lắm. Rồi, ok. 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 Rồ